Chào tất cả anh em, nay mình mới về được cây bật lửa Chitan Dio nha. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất mới nha. Cây này còn mới trên 98% nha, rất là đẹp, nước mạ còn rất là sáng bóng, không cấn dập, không có bị trầy xước sức dâm gì hết nha. Cây này còn rất là đẹp, còn hộp luôn nha. Ngoài nó là nó để chữ logo của hãng, chữ C và chữ D. Anh em mua hàng vui lòng bỏ chút ít thời gian xem thật kỹ video giúp mình nha. Cây này rất là đẹp, còn rất là đẹp. Này mình kéo lên xoay qua, mình sạc ga vô đây nha. Cái này mình dùng cái đầu bơm của Linh Hiêu mình bơm cũng được. Mình đóng xuống, mình dỡ lên, mình xoay ngược lại là mình bên đây mình thay đá nha. Này nó có cái mũi tên nè, mình kéo cái này xuống, dùng ngón tay mình kéo này xuống là lấy cái cần này thay đá nha. Mình kéo theo cái chiều mũi tên nè, mình đẩy vô thì mình cứ đè xuống thôi, tự động dính nè. Còn lúc lấy ra mình kéo, lấy ngón tay kéo nè, kéo tới nó bung lên. Đây nó có bì dài, đè mạnh xuống rồi nó vô. Cái này là mình chỉnh ga lớn nhỏ nha, chỉnh lửa lớn nhỏ nè. Dàn đầu còn rất là mới nha, mới tinh luôn á. Chỉnh lửa lớn nhỏ đây. Nó lửa nó hơi xiên nha, mở lớn mà thấy nó xiên, nó hơi xiên. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha, anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp. Rồi mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em vào những video sau, bye bye.